Mấy ngày hôm nay ta kiếm đồng mệt mỏi lắm, cứ đi điêu điêu thuyền. Ta khổ quá điêu thuyền à. Vì nàng mà ta khổ quá điêu thuyền à. Xin nàng thấu hiểu cho, bao ngày đã âu lo,
ta nhớ em mặc buồn như cho ta vẫn ăn khai mì còn mình em thích ăn xôi giò ta muốn ăn nhưng em nhất định không cho bởi thương em nên ta cố ghé nhưng ghé qua ta nhận ra em đã yêu người khác rồi em nắm tay em mỉm cười giờ em đâu cần ai thôi đau đớn người lạ ơi xin giúp tôi mượn bờ da siêu thuyền nàng đâu điêu thuyền điêu tại sao lại có văn nghệ quần chúng ở đây? Nàng hát như vậy người ta tưởng ta là thân phụ của nàng thì sao? Dạ, thiếp xin lỗi, thiếp biết rồi. Lữ bố, hôm nay chàng qua thăm thiếp hả? Lữ bố ơi, đừng có nũng nịu kiểu đó, ta hơi khó chịu. Lữ bố ơi, thiếp muốn đi cầu. Cái gì? Nàng mới nói cái gì? Thiếp muốn Lữ bố qua đây dắt thiếp đi cầu. Cái chuyện đó cũng đi hai người được sao? Có gì đâu mà không được. Thiếp chỉ muốn chàng qua bên đây dắt thiếp đi qua cái cầu này thôi mà. Trời đất ơi, đi qua cầu nó khác với đi cầu. Nàng hãy nói cho rõ ràng. Thôi đi, đi qua cầu. Khá khen cho điều thuyền. Mới hôm qua ta còn thấy nàng tại trong tay cùng một người lạ. Ôi, hôm qua ta thấy ôi người ấy đang tay trong tay với cô nào đấy. Giật mình nhận ra đó là em. Chẳng biết nên làm gì đây. Vậy mà ngày hôm nay còn bảo ta dắt nàng đi cầu à? Có không? Là tại... Có không? Bởi... Cái gì? Là bị... Đây không phải là lớp học Anh văn mà có quá nhiều động từ tu bi như vậy. Thôi đủ rồi. Nếu như chàng không mau qua bên đây dắt thiếp qua cậu thì thiếp đi về đó. Thiếp về đó. Thiếp về đó. Thôi, chết là chết cái đoạn này. Đánh giặc ta không sợ. Ta sợ nhất là mỗi lần nàng nũng nịu. Trời ơi, tứ chi nó rệu rã. Thôi được rồi, đứng đó đi. Để ta qua đưa nàng qua cầu rồi hả hồi phân giải điêu thuyền. Điêu thuyền. Dạ. Mình múa nửa tiếng chưa qua được cái cầu nữa. Anh chết. Hay là mình đi bình thường thôi. Đi bình thường thôi em. Dạ. Ta đi. Ê, nàng cẩn thận, nàng cẩn thận. Qua được cái cầu rồi. Có chuyện thế nè. Hay cho điêu thuyền. Giỏi cho điêu thuyền. Thần đã mang tình duyên với ta đây, lại còn tiếp tục đi với Đổng Trác. Như vậy chẳng khác nào đưa ta vào một tình huống khó xử. Làm sao ta nói chuyện với nghĩa phụ ta đây, trong khi một người yêu hai người. Trời ơi, làm sao lại có chuyện này? Tại sao lại đối xử với ta như vậy cơ chứ? Tại sao chứ hả? Chàng nói cái gì? Ta hỏi chàng nói cái gì? Em hỏi thiệt là nãy giờ nói cái gì?
Ý em là em hỏi anh lại là anh nói lại lần nữa cho em nghe, hiểu không? Bây giờ múa rồi nói em nghe không có rõ, anh hiểu không? Là anh nói cái gì, anh nói đơn giản thôi, hiểu không? Nãy giờ quạo luôn mà không quạo nổi luôn thì nãy quạo quạo lắm rồi đó. Bớt múa lại, bớt nhiều động tác lại. Không phải, nãy giờ diễn tả tâm lý đồ dữ lắm mà không hiểu luôn hả? Không hiểu, không nghe được. Đồ thiệt, không biết cái nào quạo với em luôn thiệt. Làm đơn giản thôi anh. Cái chuyện mình dầu sôi lửa bỏng mà nó như vẫn chơi thì. Ý tao hỏi nào, tại sao đi với ta rồi lại còn gieo duyên cùng Đổng Trác? Nàng có biết đó là nghĩa phụ của ta không? Hả? Tất cả đều do hai chữ đơ mơ. Nàng định mệnh. Nàng có nỗi khổ đúng không? Nói ta nghe đi Tiêu Thuyền. Không, thiếp không nói được. Chắc chắn là phải có uẩn khúc gì trong này. Nói ta nghe đi Tiêu Thuyền. Thiếp không nói được. Nói ta nghe đi, đừng có giấu ta nữa Tiêu Thuyền. Đừng có làm như vậy. Nói ta nghe Tiêu Thuyền. Nói đi. Thôi được rồi. Im đi, đừng nói nữa. Thôi đừng nói nữa. Im, cam miệng. Để nói lẹ. Im, cam miệng. Đừng nói nữa. Im, cam miệng. Đừng nói. Im. Đừng nói nữa. Không muốn nghe nữa. Ngụy biện. Tại sao hỏi không trả lời? Suy nghĩ lâu quá. Ngụy biện đúng không? Im, cam miệng. Im, đừng nói nữa. Không nghe. Cái gì đó? Chà, chả lụa. Hay cho Điều Thuyền. Giỏi cho Điều Thuyền. Năm lần bãi lượt ta hỏi nàng không thưa, rõ ràng là nàng muốn dông tình, không coi Lữ Phụng Tiên ta ra gì. Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ cho nàng biết mặt. Chàng ơi thân gái thuyền quyên, tuổi phận say duyên nên trao thân làm phượng giang. Nay chàng không đối hoài thương tưởng, còn gieo cay đắng cho em là kẻ dông tình. Là thăng cách lòng thêm đau lòng, mà trái tim mang lòng tình hồn giao ai vẫn thương ai muôn đời. Ôi nhìn thêm càng thương, giang xuân sầu thua vì ai phải gieo nhụy phiền. Thiết thầm trách trời cao, nỡ gieo sầu đau làm cho yến quanh xa đàn trai ngang. Nếu như chàng nó không tin lời thiếp thì thiếp nguyện sẽ dùng cái chết này để chứng minh sự trong sạch của mình. Đừng phá! Bị nó hất á. Đâm lại. Khoan, Điêu Thuyền ơi xin nàng cho vội quyên, xin hãy dừng tay mà nghe ta nói. Ta mãi không quên mối tình chung thủy, nàng hãy dừng tay mà nghe cho kỹ ta nói nàng nghe. Tình của đôi ta duyên nợ thiết tha, lá yêu hòa như mưa yêu gió, chứ còn đâu đó duyên thắm bền lâu như trong thủy Mỹ Châu. Không còn duyên nợ vì nàng đã lơ đánh cắp nọ thật, làm cho phụ thân bao điều nguy khôn. Còn số bốn rồi còn ra còn mấy cái cờ ra. Cái gì vậy bố? Lục sao tam ba gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau hữu có tồn, còn tử còn là tôn trao. Còn số sao được
Thật ra có mấy con không mấy cái gì. Ý quên ta lộn không phải số bông, mà trong nơi đây có một tình yêu vô cùng chung thủy, là tình yêu của Lữ Bố với Điêu Thuyền. Điêu Thuyền, coi như chúng ta có duyên không thần. Nhan sắc của nàng là tất cả. Nhan sắc của nàng đã làm si mê bao gã si tình. Nhan sắc này cũng đã làm nghiêng thành đổ nước. Vậy thì ăn không được ta phá cho hồi. Ta sẽ hủy đi dung nhan này, để từ nay về sau nàng sẽ không còn yêu ai được nữa. Điêu Thuyền, không, không, gì vậy? Ủa cái gì vậy? Không, không, gì vậy? Vậy chuyện gì? Chuyện gì? Lữ Bố, Lữ Bố, Lữ Bố đâu rồi? Lữ Bố, Lữ Bố. Tao Lữ mẹ nè. Con điên. Biểu nè, làm cái gì vậy? Hả? Mày làm phục trang trong đoàn, nấu cơm, nấu nước mày cũng làm luôn. Bây giờ đoàn người ta cho mày vô làm nhóm múa ha, rồi người ta tập như con dòi, con chó ngoài kia, mà mày ở trong đây mày ngủ. Mày làm mà cha là mẹ người ta hàng sao mày hả mày? Mày là má thiên nhiên mẹ thiên hạ hả mày? Rồi là gì vậy? Gạch phải! Buông ra! Cái con này nha, nha, nha. Tao nói cho mày biết nha, con nhỏ kia chửi hết văn rồi, tao không còn gì để chửi nữa. Trời ơi, thiệt là kém cỏi chứ. Nè, tao nói cho mày nghe, bà Đào chính người ta mới nghỉ có mấy ngày thôi. Mày lấy bộ đồ của người ta mày bận vô. Người ta bận là như con công, con phượng. Mày bận như con quạ, con diều hâu ở đó. Rồi mày làm sao? Năm 2018 rồi, ngủ mà còn mớ giữa ban ngày hả mày? Mày mớ gì mày nói tao nghe. Mày mớ cái gì mày la dữ vậy? Nói nghe coi. Dạ, em nằm mơ em được làm đào chính. Em được làm điêu thuyền. Em biết hai chị khó chấp nhận việc này lắm đúng không? Em biết mà, tại em trẻ hơn hai chị mà. Mà hai chị biết không, em mà có trong cái đoàn này nè, cái gì em cũng làm hết trơn á. Em làm make up nè, em làm phục trang nè, rồi em nấu ăn, nấu nước, nhắc tuồng cũng là em. Cái gia gì em cũng thuộc hết trơn á. Em làm tất cả mọi thứ để em chờ đợi một ngày em sẽ được trở thành đào chính. Đào tới mùa nó cũng phải chín thôi mà. Trời ơi, cản cũng đâu có được. Em nằm mơ em được làm điêu thuyền đó hai chị ơi. Rồi Lữ Bố xuất hiện, rồi cùng ca, cùng hát, cùng diễn cùng em. Rồi khán giả kêu vỗ tay. Nữa đi, 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 nữa đi đó hai chị. Say đây chị có một vài góp ý cho em nè. Mình có làm cái gì á thì mình cũng ráng mình trao chuốt cái nghề của mình chút xíu. Dạo này em diễn hơi bị xuống nghề nghe em. Ừ, hôm nay á em mơ làm cái gì? Điêu thuyền. Điêu thuyền hả? Mà cái nét diễn em hôm nay không có sinh động. Bữa mày nhớ mày nói mày mơ mày làm Hoàng Lan không? Mày sinh động dễ sợ không? Mày đem người bà bầu, mày tưởng bà bầu là con ngựa, mày quýnh quá chị quýnh mày nhớ không? Đó, rồi bữa nữa mày làm cái gì? Thần nữ vô ngủ linh kỳ. Không biết mày tìm đâu mày tưởng mấy chén nước mắm ngủ linh kỳ hay mày cũng thảy lên người bà bầu đó mày nhớ không? Mày xuất sắc chưa? Trời đất ơi, quá trời quá đất vậy. Rồi bữa làm Chung Vô Diệm nó chưa nói nữa. Chung Vô Diệm người ta nửa mặt xấu nửa mặt đẹp nó không. Mày nằm mơ mày mày thấy mày nhớ mày đánh chết nhỏ mắt cúp luôn không? Nói không, không trang điểm xấu cho chị muốn trang điểm đẹp đẹp đẹp. Mày điên hay sao á? Trời ơi, còn chưa kể nha, đỉnh điểm nha. Biết nằm mơ thấy ai không chị? Chị. Mẹ Âu Cơ. Trời đất ơi. Trời ơi, người tới cái khúc mà đau bụng quá đẻ không được đó, mới chịu tỉnh á. Trời đất ơi à. Quá trời quá đất mày rồi. Đó, mày thấy chưa? Mày điên mày khùng mày rõ chưa? Rồi bây giờ mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Bây giờ có cái chuyện mà thực tại nó có nè, bà muốn thông báo cho mày nghe nè.
Gì vậy chị? Phòng phục trang cháy. Phòng phục trang cháy đâu phải có đoàn mình cháy đâu mà chị làm gì dữ vậy? Thì đâu phải cái đoàn cháy, nhưng mà cái phòng phục trang là cái sở quyền của mày. Mày thuộc sở hữu cái phòng trang đó. Trời, trời, phòng phục trang của em. Trời, hai chị này cháy phòng phục trang em rồi. Cháy rồi mọi người ơi. Cháy không, rồi. Không, mày còn chạy qua đây nữa, chạy qua đây nữa nè. Cháy rồi chị ơi. Chạy đi em. Trời ơi, con nhỏ diễn giả dễ sợ luôn á. Trời đất ơi, con này nó khùng, nó điên rồi. Cái phòng phục trang mình chọc nó cháy biết bao nhiêu lần rồi, thấy không? Coi nè, phải đếm nó mới ra. 1, 2, 3 nó bước ra. Nói thiệt với mày luôn á. Chị ơi, em đâu có thấy phòng phục trang cháy gì đâu chị ơi. Mày ra gì vậy? Ai kêu ra? Chị mới đếm 1, 2, 3. Giao lưu với nhỏ này. Chưa đếm. Đang giao lưu với nhỏ này. Là chưa kêu thiệt phải không? Chưa chị? Kêu thiệt. Vậy chừng nào chị đếm 1, 2, 3 chị thêm chữ thiệt vô dùm chừng, em ra. 1, 2, 3 thiệt. Lè, lè, lè. Cho có kìa, có trời kìa. Trời đất ơi. Nó chưa vô trong gói luôn đó nha. Đó, nó diễn kỹ chưa? Ướt áo hết chị ơi, em lấy sổ nước em tạt ướt áo. Trời khóc kìa, khóc kìa, con khóc kìa, con khóc kìa, nước mắt rơi trời. Rồi rồi rồi, mồ hôi vũ, vũ, vũ. Đâu có cháy gì đâu chị ơi, hai chị cứ chọc em hoài luôn á hai chị này. Trời ơi, phòng phục trang của mày không có cháy. Dạ. Phục trang của mày bị cháy kìa. Hả? Phục trang em cháy, chết rồi, cháy rồi mọi người ơi. Cháy, cháy rồi, cứu em đi. Khói kìa. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Trời, con bé diễn tinh tế ghê chưa. Trời ơi, coi nè, gục chết, gục chết. Rồi xong. Không có, cái phòng phục trang nó còn thuốc nổ, nó phải nổ cái nữa. Nằm xuống 1, 2, 3 nó nổ nè, coi vậy, 1, 2, 3, đúng. Gục. Rồi xong, chết, hết tuồng. Dạ, show diễn mà chủ show chết rồi, hết tuồng. Về, Chưa. Đứng lên. Đứng nè. Con nhỏ này. Biết rồi, đừng có chọc nó coi. Mày bớt lố, mày hiểu không? Mày làm quá vậy. Trời ơi, mày diễn được vậy cũng mừng. Nè, nãy giờ giỡn với mày thôi. Chị có một cái câu hỏi muốn hỏi mày. Chị biết, chị biết mày có âm mưu, đúng không? Bà đào chính mới nghỉ có mấy ngày thôi. Mày lấy bộ đồ của bà mày bận. Rồi chưa hết đâu. Mày làm đúng nghiệp được không mày? Còn chưa hết đâu. Mày làm gì chiếc xe của bà Đào Chính mà bà chạy vượt đèn đỏ xe đục bạc? Ôi chị ơi, ví dụ mà em mà có làm gì cái xe của chị Đào Chính á, thì cái việc mà chị chạy xe vượt đèn đỏ là do ý thức của chị mà đâu có liên quan tới em đâu chị. Lại. Ôi xin lỗi mà kêu kỳ ghê chưa. Quê. Làm quê mày. Thôi đi chị ơi, em nói hai chị nghe nè. Hai chị nghĩ em sao là em út trong đoàn này mà tự nhiên em đi hại chị Đào Chính, em được cái gì đâu đúng không? Em là nhóm múa chung với hai chị mà em mà có hại với hai chị mới đúng. Gì mày? Con trời đất ơi. Em giỡn, em giỡn mà chị ơi. Không có giỡn vậy nha mày. Biết rồi. Hôm bữa cũng có mấy đứa giỡn đó mà hai chị em tao giết chết rồi. Đừng có để chị tao giỡn cái trò đàn ông đó nha mày. Em xin lỗi chị. Cái thằng bé này kỳ quá. Thôi mà hai chị thôi. Không có giỡn nữa. Lột áo ra trả chị. Ừ. Cái áo này của chị. Chị của chị. Lẹ lên. Đây. Chị của chị là chị Đào Chánh. Chị mà trước giờ chị coi đó là chị em đó em. Ai mà mày ngu mày quan tưởng. Trời ơi, cởi đi em. Từ từ biết rồi. Nhanh lên, cái nhỏ đi. Lẹ đi còn ra tập nữa kìa. Cũng được nữa. Nhanh. Rồi từ từ hai chị ơi. Đi. Nè đồ của chị. Em vô đi. Trời ơi. Thôi lên, 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 lên. Sao không quăng xa chút xíu? Mà khoan, dừng lại. Lùi lại đây. Gì nữa rồi chị? Bài đặt kim phụ hả mày? Chấm đài hả mày? Bông tai hả mày? Dạ hả mày? Đi mày. Mày. Ôi sao? Cũng là phần nữ nhi như nhau.
ấy vậy mà. Ai? Em cũng không có ý định lừa luôn hai chị ơi. Không có. Mày tình cảm ở đây với ta hả? Rồi biết giọng đi vô, có nói gì cô đâu. Cô thiệt tình. Quỷ ma vậy đâu, gần nay tự nhiên gắm vô cách bánh bào, không biết chi nữa. Để em gắn lên cho chị nè. Ừ, trả nó đi má ơi, nó ra nó đòi má ơi. Con nhỏ là thiệt tình, chưa kịp gắn lên cái đầu luôn á. Gắn rồi nè má. Ủa chứ hết. Thiệt tình, nó quỷ ma đâu. Đủ chưa? Đủ rồi. Quỷ ma mày. Ây! Quỷ ma trà trộn gì đâu không? Nhỏ thiệt tình. Thiệt, nó điên, nó khùng. Mày điên hay sao á? Lừa bố. Đi hả? Lừa bố nào? Bà bầu tay. Trời ơi, chết rồi. Trời, cái quần như đầu ta rồi. Con ngựa nào chọi cái quần vô đầu tao? Ai còn hiện hữu trên sân khấu, người đó làm mà bầu ơi. Con hư cao cổ tật nguyền kia. Mày ụp mặt mày vô tường là mày nghĩ người ta sẽ không thấy mày đó hả? Cái thầy này mày trốn ở đâu mà người ta không thấy? Lật mặt ra. Cướp ha. Dạ thái hậu giá lâm. Giá bà nội mày chứ giá. Dạ, bà mày giả điên giả khùng gì mày ướp mặt cái tường làm cái gì vậy? Dạ cô đang suy ngẫm cho vai diễn mới đó bà bầu. Vậy hả con? Dạ. Trời ơi con diễn dây quần chúng không thoại mà con suy nghĩ chi nhiều vậy con? Sao vậy? Dạ. Sao liền quần vô đầu tao? Dạ, dạ đâu có, con đâu có liền quần vô đầu bà đâu. Chứ ai? Quyên mình nhìn đi, còn sân khấu này còn ai ngoài mày? Bà bầu, sân khấu này phải có mình con đâu bà bầu. Biết đâu họ trốn bà bầu hết rồi thì sao? À vậy hả? Bà bầu thử tìm đi. Thử tìm hả? Con thích bà bầu tìm được đó. Dạ. Mày rảnh quá. Tôi chơi trốn tìm với mày hả mày? Gì? Không phục hả? Bất khuất hả mày? Mày bất khuất hả? Kiên cường à. Nhỏ nào dẹp trốn mà còn lòi lông nách ra vậy? Bước ra. Giờ tôi mới làm loạn cái sân khấu này hả? Mày giả bộ đói thương hả mày? Hả? Tam ban cào điển với mày cũng có vừa nha. Tụi bay vừa phải thôi. Còn một con đâu? Còn một con đâu? Khai thì tao khoan một mày nhìn tao cái gì? Ê, tao bẻ loại giò à. Còn một con đâu? Nó đang bên dưới bà bầu. Trời, bà bầu nó chết rồi, chết rồi. Trời ơi, mày làm sao mày chui xuống dưới? Thôi. Mày đi đường nào xuống dưới đây hay vậy? Có sao không? Con xin lỗi bà bầu. Tại này con núp chậu á. Khi bà bầu nói nhỏ con gái nào núp mà lòi lông nách ra, con giật mình. Con bò ra. Mày có hả? Có con. Con có mà tại mọi người không thấy. Nhưng mà con biết chứ. Sau khi mà con bò ra, con thấy là bà bầu đang la hai chị. Bản thân con là một người rất là lịch sự. Con không muốn làm phiền cái sự chửi của bà bầu dành cho hai chị. Cho nên con bò ra nhẹ nhàng. Không ai thấy con. Không ai nghe tiếng thở của con. Nè, có chậm dữ gì không con? Đâu có ai thấy con đâu, bà bầu thấy không? Đó. Còn hồi nãy là chậm vậy đó hả? Đúng rồi, đó. Hồi nãy là con bò ra như vậy nè bà bầu. Trong lúc này bộ tao nhớ tao có đi qua đúng không? Đúng rồi. Tao đi qua. Bà đó chửi con á. Tao đi qua tới độ này cái tao ngồi xuống đúng không? Đúng rồi.
Tao nhớ là tao có ngồi xuống lần đó là bà ngồi trúng nó là luôn. Hồi nãy tao đang đi đúng không? Dạ, tới dạ, đây dạ. Cái nó vừa bò qua là vừa bò qua cái tao dạ. Ngồi xuống dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Dạ, đúng rồi, nhưng mà bà ngồi á, không phải bà ngồi đàng hoàng vậy đâu mà bà ngồi không phải, tại vì hồi nãy đáng lẽ nó qua được rồi nhưng mà tại vì dạ. Nó nói nó chậm đó, giờ dạ, nó chậm dạ. Nó tao mới ngồi kịp. Bà bầu ngồi mạnh lắm, ngồi mạnh lắm bà bầu. Bà bầu ngồi. Dạ đúng rồi. Ngồi như vậy á. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện với nhau đi, mình phải ngồi mình phân giải cái vụ này. Mình phải mà bà bầu ngồi như vậy á. Tao có cảm giác một cái gì đó dưới đít tao đó. Cái gì? Tao có một cái cảm giác chết bà bầu ơi. Nó chết bà bầu ơi. Tôi chết rồi. Trời ơi tôi chết nhỏ rồi. Chết em hỏa táng đi con. Chết. Mày sao hả mày? Con không chết được. Xô mày mà mày chết giờ này ai coi? Mày bán tới 700 một vé mà. Bà bầu. Trên lầu ngó muốn lòi con mắt nó cũng bán 700 đó. Mày quá trời, mày che hả mày? Mày biểu diễn hả mày? Bà bầu đừng nói nữa. Mày làm như mày đáng thương lắm vậy á. Đồng giá muộn nậu nó viếp Hà Nội, tao bảy hàng cũng viếp à. Trời ơi bà bầu. Cái gì? Trời ơi, đông khách gì mà không trả thêm tiền cho mình luôn bà bầu. Ủa vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, mấy đứa nó ăn ở gì mà được. Chị được trả tiền sao? Trời đất ơi. Được mà. Không phải, chị ơi. Mày ăn nở vậy mà mày coi được á. Không phải, tại con ý con nói là con không có được trả. Được mà mấy chị ơi, đừng nói ra nơi này mấy chị ơi. Đừng. Không có, nói ra nơi này mày mới đưa chứ không nói ra vô không đưa. Không được chị ơi. Bây giờ có mọi người. Trời ơi, mày biết nhục hả mày? Tình nghệ sĩ mình chỉ tính bằng tiền bạc thôi sao? Nghệ bà nhậu hả mày à? Em ơi. Mày mà biết nhục mày đâu có bới hai cái anten trên đầu mày đâu. Thôi bà được rồi. Được rồi, vô đi mấy chị ơi. Tao mệt quá rồi, bây giờ tao nói tao không có gây lộn tụi bay nữa nha. Tôi nói thiệt cái tôi mệt mấy người ghê vậy. Tao đang lo muốn điên đây nè. Nghe ừ. Ngày nào tao không gây lộn ba đứa bay tao chết có bữa. Mà trong khi cái chuyện quan trọng xảy ra với cái đoạn này thiệt không là. Chuyện gì? Chuyện gì vậy bà bầu? Các con biết không? Sao vậy bà bầu? Dạo gần đây không biết mắc cái chứng ôn gì mà Facebook nó phát triển mạnh quá. YouTube thì nó... Trời ơi! Trời ơi! Hát tới chừng nào nói chuyện đi trời! Đây đang nói chuyện đi nè, con quỷ cái mày đưa cái mặt tao hết hồn hả? Thì ghê hả? Ý là tao nói dạo này không biết mắc cái gì mà Facebook bây giờ người ta nào là livestream, nào là YouTube. Trời ơi! Giờ diễn cái gì người ta cũng quay lên hết trơn hết trọi. Rồi bây giờ người ta coi chương trình cũng miễn phí, cái gì cũng vậy, người ta không có tới sân khấu nữa. Tao buồn quá, tao bán không có được. Trời đất ơi, mà đã vậy nghe. Sao mỗi lần mà tao nghe cái bài này tao rầu thúi ruột. Đi diễn là tao sợ nhất ca sĩ Quang Lê. Sao vậy bà bầu? Nó mỗi lần nó hát bài hai mùa mưa cái là ế, hai mùa mưa cái là ế. Mở căng màn ra vừa đâu có lo mà chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất hai mùa mưa ế luôn. Trời ơi. Khổ lắm. Mà cái con đào chánh nó bị cái gì ta cũng không biết. Là sao? Cái con đào chánh là cái đoạn mình nó xui lắm, nó bị tùm lum tà la chuyện. Bà đi một chỗ. Đúng rồi. Nè ham, tao nói hôm qua đó. Dạ. Nó mới báo tao đó là ba nó bị ung thư tiền liệt tuyến. Dạ. Người lớn thì cái đó ai cũng bị con, dạ, hiểu không? Đúng rồi. Xong cái mình nói thôi đi vô chăm sóc cho ba đi, để khi nào ba khỏe rồi làm. Bà nó cũng có tiền, nó làm nó dành dụm xong, dạ, được một thời gian. Cái nó vừa ba, nó vừa thăm bệnh cho ba, nó vừa hết. Đưa ba nó qua xin chữa trị thì bên này má nó ung thư vú. Trời ơi. Dạ. Cái nó phải ba về liền lật đật. Mà nó cũng có tiền mày hiểu không? Dạ. Thì nó cũng lo cho má nó. Xong là cái em nó bị viêm gan CVV. Cái vô lo cho em nó mà em nó tới ba đứa lận đứa được đứa không hiểu không? Ồ. Đứa có học giỏi đứa không học cũng giỏi. À. Xong cái đi vừa qua kia cậu nó bị sạn thận. Trời ơi. Xong cái đi kiếm người đi độ lắp trái thận vô cái cho trái thận mới cũng kiếm được may mắn trời ơi trời thương cho được hay trái thận. Cái vừa cắt được trái thận là nó bị sốc siêu vi. Bác sĩ nói là nó là bây giờ cái này là 7 ngày tự động hết nằm cho cái sức đề kháng mình nó tự tiêu diệt là cái vi khuẩn. Vừa nằm dưỡng được 7 ngày tao có vô thăm nó bằng ngày thứ 6 tao có vô thăm nó bằng ngày thứ 7 vừa khỏe xong bước ra bệnh viện xe đụng. Trời ơi. Rồi sao nó chưa chết đó bà bầu. Trời ơi cái miệng mày xui. Nó chết là cái đoàn này ăn cám. Trời ơi mấy cái dài nó không có ai thế được đâu. Bà bầu, con có một đề cử. Dạ thưa bà bầu, người đó có thân hình hình hạt sương mai, thanh sắc đủ đầy, giọng hót thì như quanh vàng bà bầu à.
Trời ơi, ai ở trong đoàn tôi đầy đủ tài năng mà tôi không có biết vậy cả? Và người đó là... con Lý Sương Sương. Sao tôi bị đột quỵ vậy? Trời ơi, con tin lầm người bà bầu ơi. Còn mày? Như chưa? Ủa mày đó hả? Dạ. Sương, bà nói cho con nghe nè, con dẹp cái mộng làm đào chánh của con đi nha Sương. Sao vậy? Mày cao như cây cột vậy đó, ai làm kép vừa với mày? Đoàn mình kép hai đứa, một đứa cao bằng anh Đức, đứa cao bằng Đôn Nguyễn, mày nghĩ đi. Ai đứng được tới mày? Mày nghĩ đi. Thấy không? Đã vậy thôi mày lo mày cấp đi. Tao nói ai nó cũng mấy cấp một tông trên, nó đè cái mặt tao mấy cấp y chang như nó, mày thấy không? Hai con mắt mày đê. Đi y chang, y chang. Nè. Mà nãy tao mới khen tao nói mày làm tao mặt tao đẹp á. Tao quay qua tao thấy con cung nữ mặt y chang. Nguyên cái triều đình 12.000 người là y chang hết nha. Là mày. Mày đừng tặng hắn, mày không đớt là mày làm đào lâu rồi. Mặt thì đẹp, thanh sắc có, thấy không? Thanh tú mặt dễ thương gì đó, được cái đớt. Con gái mà đớt đớt nặng luôn. Ba bầu nói gì kỳ vậy, con có đớt đâu ba bầu. Mày không có đớt. Dạ. Hát bài đớt nước tao nghe chơi. Đớt nước tươi, đớt nước. Nói vậy nó không chịu đớt á. Trời đất ơi, nó đớt lựa bài nào né chứ đờ ra đi mẹ. Trời ơi. Mày vỡ lên cái tóc mày không xúc tao con mày nè. Mọi người ơi. Tao không có định nói chuyện với mày đâu. Bà bầu muốn nói chuyện với em. Lo quá bây giờ làm sao đây thì... Bà bầu, con biết bà bầu muốn nói gì với con mà đúng không bà bầu? Nhìn vào ánh mắt của bà bầu, con biết. Bà bầu nói đi, bà bầu muốn nói gì với con? Bà bầu nói đi bà bầu. Hôm bữa mày ủi trái tao hai cái quần đúng không? Vừa lắm. Mày làm phục trang cho đoàn mà không bao giờ mày tập trung mà mày ủi á, cái nào cái đấy nó lủng lỗ, không phải lủng một lỗ mà nó lủng tổ ong nha. Mà mày nghĩ đi, tao ăn bận mà tao ra đường tao quận tổ ong thiện như thế nào? Mày không bao giờ mày lo, tao biết cái mộng của mày, cái mộng mày là mộng đào chánh đúng không? Mày me dai lâu lắm rồi, mày giả bộ mình làm cho tao không biết hả mày? Làm thì mày không lo ủi đồ, mày cương quyết hả mày? Mình làm đào chánh được rồi, tao nói cho mày làm lâu rồi mày cương quyết hả mày? Trời ơi, con này lì thiệt. Ủa, nó không làm đủ chưa? Đủ rồi! Tại sao cái người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cái người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm cho con đàn này bao nhiêu năm nay rồi. Nhắc tù tôi cũng làm, phục trang tôi cũng làm, ủi đồ tôi cũng làm, cái gì tôi cũng làm, nấu ăn tôi cũng làm mà đúng không? Cái gì tôi cũng làm mà đúng không? Tôi làm tất cả mọi thứ. Tôi chỉ mong một ngày cái người cho tôi cơ hội. Tôi được làm đào chính thôi mà. Tại sao cái người không cho tôi cơ hội? Tại sao cái người đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Nó đi chứ bà bầu. Trời ơi bà bầu. Có ai nói cho tao nghe chuyện gì vừa xảy ra không? Cái vụ gì vậy bà bầu? Sao tâm sinh lý nó kỳ vậy? Trời ơi chết rồi. Để tao tổng kết lại. Dạ. Hồi nãy mình đang nói nó. Dạ. Nó đang muốn làm đào chánh đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cái đoàn đang thiếu người, nó đang định thế vô. Dạ. Đúng rồi. Sau khi một thời gian nó tâm sự, tao cũng định vừa cho nó cơ hội. Tao vừa định cho nó cơ hội, nó đi luôn là sao? Chết rồi bà bầu ơi, có khi nào nó tự tử không bà bầu? Mọi người ơi. Ơi, nãy giờ nấu canh ở trong đó nóng quá. Thử giùm em coi ngon chưa? Em thấy vừa miệng ghê luôn á. Chết rồi bà bầu ơi. Mọi người thử giùm em coi nãy giờ nấu. Cái con nhỏ mới chửi đi đâu rồi? Nó thác rồi. Ôi, nãy giờ em nấu cơm trong đó là có ai tới đàn mình chơi hả bà bầu? Thôi thì để vô trong nấu thêm một phần ăn vậy, đừng có để cho khách đó nha. Chết. Nhi. Nãy nói gì đây con nhớ không? Nhớ chưa? Thôi! Hộ giá! Hộ giá! Trời ơi! Sao cái tâm lý của nó giống như Annabelle vậy trời? Chết rồi bà bầu. Nhưng mày muốn cái gì? Lại đây. Trời ơi! Bà lại đây. Mày kêu gì bà nội, tao cố giáo lại nữa. Tôi chừng nó cắn bà bầu. Bà bầu ơi, nó có cái giá nó múc bà bầu luôn nha bà bầu. Trời ơi. Nãy giờ con nói gì? Bà bầu có hiểu được tâm tư nguyện vọng của con không bà bầu? Trời ơi. Điên sống hiểu.
nghe hết á. Thật ra bà thương con lắm, biết nguyện vọng của con mà, biết hết. Phục trang, make up, khởi chị tới, nâng chị lên. Bác nó lại. Con đi. Tao nói tao hiểu tâm lý mày, đâu có đồng nghĩa cái gì cả, tao cho mày làm đầu chánh đâu mày. Sao mày sướng nhanh vậy? Nhưng mà hả? À? Tại nãy tao hiểu là một chuyện, còn cho hay không là một chuyện. Còn anh mất, anh mất mắt bà nội mày chứ, mất mắt anh mất chân thành mày đâu, chân thành mày, chân thành bà nội mày chứ thành. Tao tháo hai căng đen xuống nghe, nghe buông ra. Bình tĩnh nghe nói nè. Thực ra như vậy, tao biết là mày muốn làm đào chanh, biết hết. Thôi được rồi. Phụ chân, mấy cái thôi chị ta. Đừng có ai, đừng 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 đừng. Mê, giai nào cũng thuộc, đoàn này giai nào cũng thuộc mê. Tao biết mà Nhi. Không lẽ tao sống mày bao nhiêu năm tao không biết hả Nhi? Mày nói con nghe nè. Trời ơi, mày đi với tao bao nhiêu năm tao biết hết á. Mày thuộc hết giai này, giai nọ, giai nào mày cũng thuộc hết trơn. Đồ cho ai mày cũng ủi đàng hoàng hết trơn á. Lâu lâu hai cái quần trái là do sơ suất thôi. Tao biết hết, mày mê nghề lắm luôn á. Thanh mày có, thấy không? Sắc mày có hết mọi chuyện á. Chỉ có một cái điều duy nhất mà mày không làm đào chánh được là mày vô sai tông. Cái đó tông đờ đó má. Mày vô vậy rồi mày lại làm đào chánh. Trời ơi con ơi. Biết là trên đời này ai cũng có ước mơ hết trơn á. Mà mình mơ gì vừa tầm tay giới đúng không? Mơ gì cho nó đúng với mình thôi chứ. Tự nhiên vậy cái làm đào chánh chi vậy? Bộ chắc đào chánh là mới được khán giả thường chắc à. Con có thể làm đào mụ nè, đào độc, đào, đào hài. Trời ơi tao thấy mày hài muốn chết luôn vậy đó. Con hài đó. Mày giống chó nhà tao. Khán giả cười kìa. Cười là người ta thương con đó. Con hiểu không? Trời ơi, ai cũng có ước mơ hết trơn á. Nhưng mà quan trọng là cái ước mơ đó mình mơ cái gì nó vừa tầm tay của mình. Tới khi con đạt được rồi á, con sẽ thấy là cái sự phấn đấu của mình rất là ý nghĩa. Hiểu không? Đào chánh không phải là con đường duy nhất để tiến thân. Chỉ cần đứng trên sân khấu, khán giả thương con, làm cái gì cũng được. Tao sớm lắm. Được rồi. Bớt lại. Sao? Đừng có sao sao nữa. Được chưa? Ráng học tuồng đi, mai mốt tôi chuyển qua gia làm hề. Bây giờ sân khấu mà khán giả không tới là mình phải làm cho khán giả tới, phải cho bằng được. Chuyển kịch bản. Con nhỏ này chuyển qua đóng đầu mụ cho tao, quá trang già, đóng hài luôn. Đâu được. Mày không ca được đâu, mày giờ mày khỏi mơ. Mày kéo màn đi. Không, bây giờ mày giả trai. Mày giả trai, mày làm đàn ông. Trời ơi, cái điều đó mới khủng khiếp. Rồi mày giả trai thôi. Cái điều đó mới khủng khiếp. Trời ơi, con còn giả sao? Mày làm đàn ông phải có râu dài xuống dưới đây nè. Trời ơi, ra mày làm một cái thiên hạ hú hồn. Trời ơi, chị em xúm vô. Đúng rồi đó. Mình phải làm mọi cách cho khán giả đến sân khấu. Chúng ta yêu nghề là mình phải làm cho bằng được. Dạ. Nhưng mà đào chánh đúng rồi, đúng rồi. Không cần đẹp luôn, chuyển thể luôn, hài luôn. Ta đã có người đề cử rồi. Ai đào chánh trong đoàn của tao từ ngày mai. Ta đã có một đề cử mới. Là ai? Đừng đứng đây nói, đừng đứng đây nói không đẹp. Bên này đẹp hơn. Bên này đẹp cao hơn. Câu tuyên bố cao lên. Đào chánh của ta từ ngày mai. Mới nửa đường. Mới nửa đường. Đào chánh của ta từ. Đây nè, đây nè. Mấy má nói luôn đi mấy má. Để cho bầu đẹp. Đứng đâu cũng vừa lòng tụi bay hết. Đây nó đánh đẹp, mới bớt mập. Đào. Thôi mà. Đào chánh của tao trong đoàn từ ngày mai sẽ do lệnh ái tiểu thư của ta thủ vai, diễn viên Tiểu Kim Thư.
Cô chúng tôi xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành, nghệ sĩ Hải Triều đã hỗ trợ Diễn Viên rất là nhiều trong phần trình diễn vừa rồi ạ. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Nhi à, khoan vào đã. Dạ. Mọi người có thể vào phía trong để chuẩn bị cho cái phần trình diễn tiếp theo, nhưng mà riêng Nhi thì nán lại để xíu, để vì chúng ta cần phỏng vấn. Diệu Nhi đã giữ cái lời hứa rồi là có hát cải lương trong cái tiết mục vừa rồi. Vậy thì để hát được cải lương như vậy thì là Diệu Nhi đã tập trong bao lâu? Và nếu như mà được chấm điểm trên thang điểm 10 thì bạn tự tin cho rằng cái phần trình diễn hát cải lương của mình là được mấy điểm? Thực ra thì Diệu Nhi đã tập cái phần hát này cũng mấy tháng luôn á. Mấy tháng là được có mấy câu vậy thôi đó hả? Dạ đúng rồi, rất là khó. Bởi vì cái nhạc bình thường mình còn đã không hát được rồi, huống chi là một cái bộ môn mà từ trước tới giờ mình chỉ thích nhưng mà mình chưa có cơ hội để mà mình học. Nhưng mà nếu mà hỏi về điểm ngày hôm nay Nhi hát được bao nhiêu điểm, anh Ngọc Trai có thể hỏi khán giả giùm em được không? Nếu như các bạn khán giả cho điểm thì là sẽ là mấy điểm ạ? Người ta khích lệ. Cho 10 điểm là khích lệ đó. Ý người ta nói là lần sau có hát là hát trong kịch thôi chứ đừng có đá chéo sân làm ca sĩ. Cụ thể á, là trong mỗi tiết mục cái mini show yêu là ngày hôm nay là đều nói lên một câu chuyện của riêng Diệu Nhi đúng không? Và thông qua tiết mục vừa rồi, câu chuyện mà Diệu Nhi muốn mang đến cho các bạn khán giả thân thương của mình là gì? Đây cũng là một cái ở ngoài đời là câu chuyện của em ngày xưa luôn. Lúc mà em vừa vào sân khấu em làm những cái vai nhỏ thì em đứng ngay bên trong cánh gà, thì cũng là một cái ý để mà em viết lên một cái kịch bản này, là em cũng mong muốn sẽ có một ngày mình được làm vai đào chính. Và hiện tại thì em cũng được làm đào điên. Không, mini show ngày hôm nay là của em mà, cho nên là em là đào chính. Rồi khi mà em là chính là em có điên hay là sau đó trong cái mini show này có mình em biết hả? Đâu ai biết đâu. Cảm ơn Diệu Nhi rất là nhiều. Xin mời bạn hãy tiến về phía bên trong ạ. Để chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo.